Hôm nay em Thùy sẽ lên chia sẻ cho các bác nhà mình một số cái dòng kiếm đang hoa của vườn em các bác nhé. Nào, hôm nay em sẽ lên chia sẻ cho các bác nhà mình là cái dòng kiếm vị hoàng và vàng Tây Ninh các bác ạ. Và rất là nhiều những cái dòng hồng nguyên thủy này, rồi là phi điệp vàng nữa. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua Không số cần điện đâu. thoại là 0974 752 462 ạ. Cái Đúng mặt rồi. hàng đầu tiên em lên cho các bác nhà mình là một cái dòng kiếm vị hoàng rất là to đẹp luôn các bác ạ. Riêng cái dòng này thì bây giờ giá thành của nó khá là rẻ rồi, phải nói là nó còn rẻ hơn cả cái dòng kiếm sổ số vậy các bác ạ. Đây, như em đang cầm đây là mặt hoa của nó đây luôn các bác nhé. Hoa này, vừa hoa vừa nụ, cần hoa của Nó nó là cái nó 20 này, 40 này, nó 60 này, hai phần đấy. 80 này. Đấy, cần hoa của nó phải tầm khoảng là hơn 1 mét cho em các bác nhé. Đây, mặt bông thì nó đang có sẵn ở trên cây rồi. Và cái đơn này này, các bác mà gửi ở xa thì có thể là cái gồng hoa nó sẽ tàn này, nhưng mà nhà mình vẫn đang còn hai cái gồng tơ đang ở trong các bác nhé. Và em lên chia sẻ cho bác nhà mình là một cái đơn to như thế này. Các bác là gồm có là 6 thân, 6 thân to lắm các bác ạ. Thân thủ của nó là siêu to luôn các bác nhé. Cái đơn số 1 này em để cho bác nhà mình với giá là 380 nghìn ạ. 380 nghìn cho em. Riêng các bác ghép về là được một cái tác phẩm to luôn cho em các bác nhé. Nó to quá. Em thì cũng không bê lên bê xuống để tránh ảnh hưởng cái gồng hoa. Đây các bác nhìn này, nó rất là to. Đường trước nhá và đường sau cho các bác nhà mình xem này. Đấy. Đây, quay đứng cho bác nhà mình xem nhìn toàn thể các bác nhá. Nó to lắm luôn các bác ạ. Đơn số 1 với giá là 380. Các bác lưu ý là cái vườn của em chăm thuần tự nhiên nên là những cái lá của nó, các bác thấy những cái đốm trắng như thế này đều là cái nước vôi trong nhá. Em phun để cho cây nó không bị sâu bệnh các bác ạ. Đơn số 1 là 380 nghìn. Mỏng hoa rất là dài luôn. Tiếp theo em sang cái mã số 2. Cái mã số 2 cũng thế các bác ạ. Ngọc hoa của nó đây đang sẵn ở đây luôn rồi. Vì là em tách ở trong một cái rể ra ấy, trong một cái chậu to ra. Ngọc hoa siêu dài luôn cả nhà nhá. Cái loại này quay hơi khó các bác ạ, vì nó to quá. Chậu linh đôn đẹp lắm. Đây này, ngọc hoa bên này đây này các bác này. Đó. Đây cái lá của nó các bác, về các bác lau qua một chút trên mà được thôi. Đơn số 2 với giá là 250 nghìn thôi các bác ạ. 250 nghìn. Con này được tổng là 4 thân to lắm. Thân thủ của nó nhìn như kiểu là cái dòng thân thủ xanh Huế vậy các bác ạ. Thân rất là to, nhà em chăm rất là đạt các bác nhé. Nên là ngọc hoa của con này nó phải dài trên 1 mét luôn. Đơn số 2 ạ, với giá là 250 nghìn. To lắm các bác nhé. Cái giá này là gọi là giá rẻ chưa từng có luôn. Em sang mã số 3. Cái mã này thì là cây tơ 100% các bác ạ, cây tơ nhá. Em tách từ cái bụi này ra thì con hoa đây các bác đã thấy rồi. Đây ạ, con này thì măng đây các bác nhé. Các bác một được hai măng, hai măng và hai tơ tít luôn. Tức là hai con này nó đều chưa ra hoa các bác nhé. Đấy nên là nhà mình lấy về thì tầm khoảng 1 tháng nữa nó sẽ ra hoa. Vì riêng cái dòng kiếm này thì 1 năm nó ra hoa tầm khoảng là 2 đến 3 lần cơ. Các bác không phải là riêng một mình mùa này các bác mới ngắm hoa đâu. Đơn số 3 với giá là 180 nghìn thôi ạ. To lắm các bác nhé, rất là to luôn. Như kiểu thân thủ xanh Huế luôn. Đơn số 3 180. Tiếp tục em giới thiệu các bác nhà mình một cái đơn đấy là vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh thì em chỉ có được một chậu ở trong vườn duy nhất thôi. Em hôm nay cũng tách luôn chia sẻ cho bác nhà mình. Thì cũng đây mặt hoa ở trên đây các bác đang thấy mặt hoa luôn nhá. Đơn số 4 với giá là 200 nghìn thôi ạ. Cái con này các bác vẫn đang còn một cái ngồng nhỏ đây nhá. Đây là ngồng hoa nhỏ này. Tổng cả là nhà mình được là 2 thân và 3 thân các bác, 3 thân luôn cho em nhá. Đây mang ở dưới này. Rất là to luôn. 200 nghìn đơn số 4. Đều là ghép một chậu to được các bác ạ. Em sang mã số 5. Mã số 5 của em đây là một cái bụi siêu to khủng long luôn. Đang có hoa luôn. 350 nghìn đơn số 5. Để xuống đấy. Cái con này thì đóng hàng khá là khó các bác ạ. Vì nó rất là to đây này. Em mời các bác nhà mình ngắm nhé. Cái vàng Tây Ninh này thì thân thủ của nó là ngắn hơn so với lại xanh Huế. À so với lại vị hoàng các bác ạ. Rất là dày. Đơn số 5, 350 nghìn. Đấy các bác trồng như thế này thôi. Hoặc là nhà mình mà muốn trồng nhiều chậu thì các bác có thể tách ra cũng được. Đơn số 5, 350. Em sang đơn số 6. Đơn 6 này là cho bác nhà mình làm giống. Rất là đẹp luôn, 150 nghìn. Con này thì nó vẫn để mang bình thường các bác nhé. Đơn số 6, 150 nghìn. Đơn số 7. Đơn số 7 của em là cũng là đều là tơ tít luôn. Con này tơ hết rồi. Tức là nguyên cả bốn thân này đều là thân tơ cả các bác nhé. Nguyên cả bốn thân này đều là thân tơ. Đơn số 7, 280 nghìn.
bốn con này đều là tơ cả. Không biết là đã ra đây, đang ra cả măng này. Đẹp chưa? Toàn thân tơ tít. Đẹp lắm. Đây các bác này. Đó. Trước cũng hot lắm. Lá dày đẹp các bác nhá. Đơn số 7 ạ, 280. Tiếp theo bên này em sang đến cái dòng đấy là Hồng Yên Thủy cho bác nhà mình. Hồng Yên Thủy ở dưới này em chỉ còn được 3 giò thôi. Sẽ lên chia sẻ cho bác nhà mình giá rẻ nhá, Hồng Yên Thủy. Các bác đánh cho em là mã số 1 Hồng Yên Thủy các bác nhá. Đây. Hồng Yên Thủy với giá là 500k cho cả nhà mình sưu tầm. Đơn số 1 Hồng Yên Thủy ạ. 4 thân hòa, 4 lòng thân hòa. Đơn số 2 Hồng Yên Thủy, em còn 3 mã Hồng Yên Thủy các bác nhá. 450.000 này. 450.000 mã số 2 Hồng Yên Thủy ạ. Các bác được là 3 thân hoa và 3 cái mầm gốc to lắm. Đơn số 2 450. Em sang mã số 3. Con này là các bác được 4 thân hoa, à 3 thân hoa nhé, 3 thân hoa. Và được 2 mầm gốc luôn. 400.000 đơn số 3 Hồng Yên Thủy luôn các bác ạ. Đấy, bên này em sang một số cái dòng phi đập vàng các bác nhé.